Alo, xin chào Bảo Ngọc. Bảo Ngọc. Bảo Ngọc chào các bạn đi con. Chào không? Chào các bạn đi con. Rồi, Bảo Ngọc bữa nay chơi gì nè? Bảo Ngọc có gì nhiều quá nè. Con chơi gì? Rồi, cái này con chơi làm sao? Cái này con chơi làm sao? Đâu con chơi thử cho con làm thử cho ba coi coi. Con cắt ra gì hả? Rồi con đang cắt quả gì đây? Con đang cắt quả dâu tây. Đâu? Đâu cho ba coi coi. Cho ba coi thử coi. Quả tây. Đâu? Đúng rồi, quả dâu tây. Quả dâu tây ăn ra làm sao ta? Ngon không? Ăn ngon không? Ăn ăn ra làm sao? Ăn ra làm sao? Ăn chua hay ngọt? Quả quả dâu tây ăn chua hay ngọt? Rồi bây giờ con này quả này là quả gì vậy? Quả cam. Quả cam đâu con cắt quả cam cho ba coi coi. Quá hay, quả cam nè, trong nó có mấy cái muối cam nè. Rồi con cầm cái quả này là quả gì? Quả này. Quả gì đó? Cà gót. Cà gót. Rồi cắt quả cà gót ra. Rồi có quả đó. Quả dưa hấu. Quả dưa hấu. Quả dưa hấu. Đâu, dưa hấu cho ba ăn nửa trái dưa hấu này nghe. Dạ. Dưa hấu này ngon quá. Nhâm nhâm nhâm. Rồi bây giờ mình cắt quả này đi. Quả này là quả gì? Quả này quả táo. Quả táo. Cắt quả táo đi. Đó, hàng đăng. Con để lên trên tấm thớt nè. Để lên tấm thớt cắt nha. Quả táo. Quá ngon luôn ta ơi. Còn quả con cầm là quả gì? Con cầm quả chuối. Quả chuối. Con có biết ăn chuối không? Không, chết quẹo rồi. Ăn chuối mà chết quẹo gì? Ăn chuối ngon lắm. Thường ngày con ăn cơm cũng ăn cơm với chuối mà. Còn quả này? Còn quả nho. Này là quả nho. Quả nho. Con có ăn nho chưa? Không. Con nói cho bạn biết con có ăn nho chưa? Nho ngon không? Còn cái này là gì? Máy này là gì đây? Máy này là máy pizza. Pizza hả? Đâu pizza. Con bán cho ba một miếng pizza ăn thử coi. Pizza. Con để vô trong dĩa nè. Để vô trong dĩa. Ồ, nhìn hấp dẫn quá. Còn nào nữa không? Còn này là cái gì? Mì sợi có muối. Còn này là cái gì? Còn này là mì sợi. Mì sợi hả? Vậy mà mình ăn pizza với mì sợi luôn được không? Được. Rồi cho ba ăn coi. Bán cho ba một phần pizza với mì sợi đi. Yeah. Rồi để vô dĩa đây. Để dĩa bán tôi ăn coi. Này là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Có 2 tiền rồi hả? 2 tiền. Chút ăn xong trả 2 tiền nha. Đây là một phần pizza. Đây là phần pizza với mì sợi nè. Quá quá thơm ngon. Nhâm 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 nhâm. Rồi bây giờ bán cho một phần trái cây ăn coi. Bán cho ba một phần trái cây ăn đi. Con bán cho ba một phần trái cây ăn đi. Cho ba ăn trái gì với trái gì? Bán cho ba một phần trái cây ăn đi. Cho. Rồi bây giờ cho ba ăn cái dĩa nè. Sắp trái cây vô thì cái gì? Cái đó cái trái này là cái gì đây? Này là cái gì? Này là phân nửa của trái cam nè. Trái cam có muối. Rồi cái này là phân nửa của trái gì? Của trái dâu. Trái dâu. Rồi cho ba ăn cam với dâu hả? Cho ba ăn gì ngọt ngọt đi không quên. Cho ăn gì ngọt ngọt đi. Còn trái nào ngọt nữa không? Có ba đây. Còn trái nào ngọt nữa không? Chạy. Cho ba. Nó quay vòng vòng kìa. Nó quay vòng vòng kìa lẫm vô. Rồi cho ba ăn trái xài đi không quên. Cho ăn nửa trái xài đi. Ăn xài. Ăn xài chung với lợ pizza luôn được không? Được. Đã ba xếp lại. Dạ xếp lại đi. Cho ăn một phần xài với lại pizza đi. Chủ quán đâu? Hàng con Hiên nha. Ừ. Chủ quán cho một phần xài ăn chung với pizza đi nè. Đâu? Sắp vô dĩa đi. Dĩa nè, mình đang có một cái dĩa nè. Rồi, rồi một phần xài với một phần pizza đi. Rồi, ăn phần xài với phần pizza nha. Để vô dĩa lại. Rồi, pizza. Pizza còn xài đâu? Xài đâu? Đây nè. Rồi,
ăn xài chung với pizza nha. Ăn xài với pizza ngon quá. Rồi bây giờ bán một phần dưa hấu với lại mì sợi đi. Bán dưa hấu với mì sợi cho ba ăn đi. Dưa hấu với mì sợi cho ba ăn đi. Mì sợi đâu? Đâu nào mì sợi đâu? Mắt treo vô rồi. Kè mì mì sợi đây nè, mì sợi nè. Mì sợi nè, nè mì sợi đó. Rồi mì sợi ăn với lại gì? Mì sợi ăn với gì? Mì sợi ăn với cà rốt được không? Mì sợi với cà rốt được không con? Rồi bán một phần mì sợi với cà rốt để vô dĩa cho ba đi. Mì sợi cà rốt nha. Sao có trái cam nữa? Bỏ trái cam ra đi, mình ăn mì sợi với củ cải nghe. Rồi để vô ăn. Nhâm 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 nhâm, ngon quá. Bây giờ bán một phần cam. Bán một phần cam với nho đi. Chủ quán cho tôi một phần cam với nho. Ok. Rồi, cho một phần cam với nho đâu? Ok. Đâu, cam quả cam là quả nào mà quả nho là quả nào đâu? Ok. Rồi, cho một phần cam với nho. Đâu, để vô dĩa cho tôi đi. Này là dưa hấu nè, này dưa hấu đâu phải cam, quả cam đâu? Quả cam của con đâu? Đây nè. Đâu? Cam, để gì là để dưa hấu ra nghe, để dưa hấu ra. Để quả cam vô. Rồi, phần cam với nho nghe. Cam với nho ăn. Nhâm 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 nhâm, ngon quá. Rồi bây giờ bán cho tôi một phần táo với lại chuối coi. Táo đâu? Quả táo là quả nào? Chuối, rồi quả táo đâu? Rồi để vô dĩa. Là táo với chuối đó phải không? Táo với chuối. Rồi để tôi ăn táo với chuối coi. Nhìn hấp dẫn quá. Quá hấp dẫn, táo chuối luôn. Ăn nhâm 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 nhâm, ngon quá. Bây giờ mình ăn một phần xài với lại dâu tây coi. Đâu? Đâu xài chỗ nào đâu? Xài chỗ nào đâu? Xài đây nè. Xài đây nè, đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ dâu tay đâu? Dâu tay đây nè. Dâu tay để vô. Để quả dâu tay vô. Đúng rồi, bây giờ ăn xài với lại dâu tay. Nhìn hấp dẫn quá, màu vàng với lại màu hồng. Mời các bạn ăn nè, mời các bạn ăn cùng với Bảo Ngọc nha. Xài với lại dâu tay. Hổ, nhâm nhâm ăn. Ăn rồi, mời các bạn ăn đi. Để muối vô. Để các bạn nhỏ ăn, ăn cùng với Bảo Ngọc nha. Nhâm 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 nhâm. Rồi giờ mình ăn cái món khác đi. Mình ăn mình ăn pizza với lại dưa hấu đi. Món lạ luôn nè. Mình ăn pizza dưa hấu nha. Pizza đâu? Bỏ vô tay đi. Bỏ vô tay đi. Vô tay ăn rồi không ngon đâu. Không ngon đâu. Mình ăn dưa không ngọt. Mình ăn dưa hấu ngọt nè, với lại dưa hấu với lại pizza đi. Nó ngọt ngay. Dưa hấu với pizza nha. Để nào? Để đó. Mình cắt cái gì ra nữa? Cái này là mình cắt xong hết rồi. Rồi bán cho ba một phần phần gì nữa đây? Để coi coi. Trong đây mình ăn cái gì với gì? Bây giờ mình ăn ba món nha. Mình ăn ba món nha. Bán cho ba món đi. Này là cái dĩa nè. Bây giờ bán cho ba ăn nho nè, củ cải nè, với lại pizza đi. Nho đâu? Nho của con đâu? Nho của con đây. Rồi bán cho ba một phần nho, củ cải với lại pizza đi. Ok. Rồi nho đâu nè? Ok, nho đâu nè? Để vô dĩa đây. Quả nho đâu? Cái này là gì? Cái này là pizza nè. Pizza với kẹo. Pizza này rồi nho của ba đâu? Ba mua nho nữa mà. Rồi ba mua củ cải nữa, để vô dĩa nè. Rồi củ cải của ba đâu? Củ cải của ba đâu? Rồi để củ cải vô. Rồi ăn một phần nho nè. Nho nè, màu tím nè. Rồi củ cải nè. Và pizza. Ngon quá, hấp dẫn quá. Chủ quán này là chủ quán vui vẻ nè. Rồi bây giờ ăn xong. Ăn
xong bây giờ ăn một phần xài dưa hấu và dâu tây đi.